Thưa toàn thể các bạn, tại sao lại phải cắt cành hôm nay là cái tiêu đề cho Quang Hồng muốn đem tới cho các bạn một góc nhìn, một sự phân tích mà rất nhiều bạn còn đang thắc mắc và muốn câu trả lời. Thưa toàn thể các bạn, chỉ còn 45 ngày nữa là tới Tết Nguyên Đán 2025. Cháu Hoa Hồng của chúng ta, cho dù ở thể trạng có như thế nào đi nữa, thì bắt đầu từ hôm nay, ngày 14 tháng 11 âm lịch, cũng là ngày 14 tháng 12 dương lịch, bạn vẫn phải cắt cành nếu bạn muốn nó nở trúng Tết Nguyên Đán năm 2025. Ở mỗi một vùng miền mà bạn có thể cộng trừ nhân chia, nếu như ở các khu vực miền Nam, bạn có thể cắt đến quá ngày 25, 30, nghĩa là cách ngày hôm nay khoảng độ 2 tuần nữa. Nhưng ở miền Bắc, đặc biệt là vùng đồng bằng Trung Du Bắc Bộ, thì việc bắt đầu cắt cành ngay từ ngày hôm nay cũng là một tiêu chí để chúng ta hướng tới những chậu hoa hồng khả dĩ nở trúng Tết. Ở thời điểm hiện tại, có rất nhiều nguyên nhân dẫn tới những thể trạng cho hoa hồng không tốt để cắt cành. Ví dụ như hoa còn đang nở rực rỡ, đang đâm chồi nảy lộc xanh mướt. Nhưng như đã nói ở trên, cho dù bất cứ thể trạng nào, bạn cũng phải cắt cành từ nay tới ngày 25 tháng 12 như mình vừa viện dẫn. Lý do: khi cây cối nói chung và cây hoa hồng của chúng ta cũng không là ngoại lệ bị gãy cành. Ngay tại vết gãy ấy, cây cối sẽ tích tụ một lượng lớn dinh dưỡng theo phản xạ sinh học tự nhiên. Và chỉ trong ít ngày, ngay vết gãy ấy sẽ nảy sinh ra một lứa mầm to, mập tùy theo vết cắt, sâu hay nông. Đây là một phản ứng sinh tồn, và việc cắt cành cho hồng ở bất kỳ thời điểm nào cũng nảy sinh ra vấn đề tự nhiên đó. Việc cắt cành cho hồng trong những ngày này là chúng ta đã lợi dụng phản ứng tự nhiên ấy để can thiệp nhằm tiến tới một ý đồ nở hoa trúng Tết âm lịch sắp tới, để tạo cho cây một phản ứng sinh học tích tụ để nảy mầm. Tính theo chu kỳ một lứa hoa hồng 4-50 ngày, thậm chí tới 60 ngày nếu thời tiết xuống thấp quá sâu, thì việc cắt cành trong những ngày này là khả quan cho hồng nở trúng Tết Nguyên Đán. Quay lại vấn đề thể trạng tốt hay không tốt để cắt cành, thì theo kỹ thuật và kinh nghiệm chăm sóc cho hoa hồng tàn và đang hình thành quả non là thời điểm tốt nhất cho việc cắt cành. Bởi vì lúc này cành hoa hồng, cái cành mà có cái hoa trên đầu, đã trở thành bánh tẻ xanh, màu xanh đậm, và cành hoa hồng lúc này hội đủ điều kiện để tích tụ dinh dưỡng và chất để nảy mầm. Nếu cành hoa hồng non quá, nghĩa là hoa hồng còn đang tươi, thì cái cành này chưa già, sức khỏe của cành đó yếu hơn rất nhiều cái cành bánh tẻ, dẫn tới quy trình tích tụ không đạt tiêu chuẩn nữa, mầm chậm bật và không to là minh chứng cho sự cắt không đúng thể trạng này của cây hoa hồng. Một thể trạng nữa là cây hoa hồng đang ra mầm lộc tua tủa mà bạn lại phải cắt đi để hướng tới một đợt mầm khác, thì lứa mầm tiếp theo này cũng đã mất rất nhiều dinh dưỡng cho lứa mầm vừa mới được phát triển. Đây là một điều tối kỵ mà chúng ta phải né tránh, bởi vì khi một lứa mầm đã nảy và đã xanh mướt và đã dài ra, thì tất cả những dinh dưỡng tích tụ của cái cành đó đã nuôi cái lứa mầm đó được một khoảng thời gian là mất rất nhiều. Và nếu chúng ta cắt những cái cành ở những thể trạng như thế này, thì sự tích
tích lũy, tích tụ dinh dưỡng để ức chế nảy mầm là vô cùng yếu. Đây là một thể trạng mà chúng ta phải hết sức né tránh. Nhưng những cháu hoa hồng muốn nở chung kết thì cho dù thể trạng nào nó có xanh mướt như vậy, bạn vẫn phải cắt cành ngày hôm nay. Chỉ có một điều, những cháu hoa hồng như vậy sẽ không to rực rỡ và khỏe mạnh như những cháu hoa hồng được cắt cành cho đúng thời điểm như mình vừa viết dẫn ở phần trên. Tóm lại, cho dù bất kỳ thể trạng nào, khi bị cắt cành, hoa hồng vẫn cho ra lỡ hoa theo ý của chủ nhân. Nhưng chất lượng hoa và mầm lộc thì nó tùy theo từng thể trạng những cháu hoa hồng mà nó cho những kết quả như mình vừa viện dẫn ở phần trên. Vì vậy, ngay từ những ngày đầu của mùa hoa hồng chính vụ năm sau, các bạn lưu ý là mùa hoa chính vụ thường thường bắt đầu từ những thời tiết cuối mùa thu sang mùa đông, bởi vì tính cái lứa hoa Tết thì chỉ là lứa hoa thứ 3 nhưng cũng là lứa hoa đẹp nhất. Thì các bạn phải tính ngay khi các bạn cắt cành để cho những cái khoảng thời gian cho hai lứa hoa trước đến cái ngày tháng mùng 10 tới 20 tháng 11 âm lịch, hoa hồng của các bạn là phải đang tàn, thậm chí đang đóng quả non. Những cành mà mình cắt đó thì phải là xanh bánh bè thì các bạn mới có những chậu hoa hồng đẹp được. Nói như vậy, các bạn cũng đừng ngại rằng là nó khó khăn, không có gì là thách thức cả. Bởi vì chúng ta chỉ cần tính chu kỳ ngay từ bắt đầu mùa. Ví dụ như lứa hoa hồng 5 đến 60 ngày thì chúng ta cứ tính trung bình là 50 ngày. Thì các bạn cứ tính cái ngày mùng 10 tháng 11 âm lịch và trừ đi 100 ngày nữa thì các bạn sẽ cắt cho hai lứa sau các bạn nhé. Nghĩa là cái lứa mà các bạn cắt cho cái ngày mùng 10 cắt 11 âm lịch, tháng 11 âm lịch cắt cành, là phải cắt cành cách đó 50 ngày. Nói như vậy chắc các bạn hiểu rồi. Và nghĩa là các bạn phải cắt ngày 20 tháng 9 thì cái lứa hoa đó đến ngày mùng 10 tháng 11. Các bạn 20 tháng 9, 20 tháng 10. Và thưa các bạn, mình nói xin lỗi các bạn là mình hơi nhầm. Bởi vì cộng thêm 50 ngày nữa thì các bạn là mùng 10 âm lịch thì các bạn có 40 ngày là các bạn phải cắt vào ngày 20 tháng 9 âm lịch. Thì cái lứa hoa Tết các bạn mới có những cái cành hoa hồng, nếu theo đúng như thời tiết thuận lợi nó sẽ bánh đẻ. Và hoa hồng của bạn những đến ngày đó là phải tàn rồi như bây giờ thì các bạn mới có được chậu hoa hồng đẹp. Tóm lại, nếu muốn có một chậu hoa hồng nở chung Tết không có gì là khó khăn, chỉ cần chúng ta cố gắng chút chút là chúng ta sẽ có được chậu hoa hồng Tết đẹp lung linh. Chúc các bạn thành công và tất cả đều có những chậu hoa hồng đẹp nở chung Tết Nguyên Đán 2025. Chú Hồng xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem hết video này. Xin kính chào các bạn.